Nội dung của bài toán như sau. Cho hỗn hợp gồm có 5,6 gram sắt và 6,4 gram đồng phản ứng với 450 ml dung dịch gồm có bạc nitrat nồng độ 1,0 m. Yêu cầu của đề bài có hai yêu cầu. Thứ nhất, tính khối lượng kết tủa thu được và thứ hai, xác định sự thay đổi khối lượng của dung dịch sau phản ứng hoàn toàn. Được chưa nhỉ? Vậy thì điều đầu tiên chúng ta cũng giống như tất cả các bài tập tính toán khác, đó là chúng ta chuyển đổi các dữ kiện của bài toán này thành dữ kiện chuẩn. Được chưa nhỉ? Các em chưa lưu ý cho thầy nhé. Vậy thì ở đây chúng ta sẽ có đầu tiên đó là số mol của sắt. Của thầy sẽ là 0,56, 5,6 trên 56 là 0,1 mol. Đúng ạ? Và số mol của đồng 6,4 mà chia cho 64 cũng bằng 0,1 mol. Đúng ạ? Và cái số mol của bạc. Ở đây thì là phản ứng giữa các ion nên là thầy sẽ ghi ion là chính thôi, thầy không ghi cái tên chất nữa nhá, không ghi AgNO3 nữa. Thì cái phản ứng ở đây nó sẽ là bao nhiêu nhỉ? Nó sẽ bằng là 0,45 nhân 1 bằng 0,45 mol. Được chưa? Đấy, thì ở đây chúng ta đã có các kim loại và ion rồi, đúng không ạ? Vậy chúng ta có thể là sắp xếp các kim loại và ion này theo đúng cái chiều của nó. Ví dụ như là kim loại có tính khử mạnh nhất ở đây đó chính là sắt. Thì chúng ta có cặp oxy hóa khử là sắt 2 trên sắt. Sau đó là đến đồng 2 trên đồng. Và cuối cùng sẽ là Ag cộng trên Ag. Đúng không ạ? Theo xu hướng của phản ứng thì chúng ta đang cố định ở đây đó chính là cặp oxy hóa khử của bạc cộng trên bạc. Đúng không ạ? Và cái phản ứng đầu tiên của chúng ta đó chính là phản ứng của bạc cộng với sắt kim loại để trở thành sắt 2 và bạc. Khi phản ứng này diễn ra hoàn toàn thì có nghĩa rằng là ở đây có thể là bạc cộng hết hoặc là sắt hết, thì cái phản ứng tiếp theo mới xảy ra có hoặc là không. Được chưa nhỉ? Nên thầy nhắc lại một lần nữa, các phản ứng diễn ra ở đây phải là các phản ứng tuần tự. Chúng ta lưu ý nhé. Đấy, và quá trình đầu tiên ở đây diễn ra như sau. Đó là sắt cộng với bạc cộng trở thành sắt 2 cộng cộng với bạc kim loại kết tủa như này. Đừng quên cân bằng phương trình nhá các em chú ý, đừng quên cân bằng phương trình. 2. Thứ hai chúng ta có thể thấy là đồng cộng bạc cộng trở thành gì? Đồng 2 cộng và cộng với bạc kim loại kết tủa như thế này. Và thầy nhắc lại một lần nữa chúng ta đừng quên cân